Xin chào tất cả mọi người Hôm nay em làm cái video này ấy, là muốn chia sẻ cho mọi người một chút kinh nghiệm Để mọi người tránh bị lừa khi mua hàng ở trên mạng Không riêng gì về hoa lan đâu Mà cả tất cả các những mặt hàng khác nhất là các bạn trẻ bây giờ mới chơi Mới tập chơi đấy Các bạn không phân biệt được lan nào ra lan nào Kể cả là người chơi lâu rồi Khi mà nó rụng lá nhất là dòng hoàng thảo Thì cũng phân biệt Nó cũng chỉ được đến 80-90% thôi Không phải 100% đâu Có nhiều dòng lan nó giống nhau lắm chứ Bây giờ nhá, mình ví dụ một cái trường hợp cho các bạn dễ bị lừa nhất nhá. Họ bán ở trên mạng ấy mà các bạn không biết họ là ai, nhất là những cái trang thông tin điện tử như Shopee rồi Top Top mà bán ở TikTok Shop ấy. Các bạn hiểu như này. Đưa lên đấy bán cái giá 99 000 Nhưng mà cái hình thì đúng là nó thật nhưng mà đến lúc các bạn mới chơi họ gửi về cho các bạn. Các bạn nhận cây không phải. Dự lúc đấy các bạn hỏi mình mình thấy mình trả lời đến lúc không phải các bạn cũng thất vọng mình thấy các bạn thất vọng thật sự luôn qua nhắn tin thì mình đã thấy các bạn thất vọng rồi đấy là các bạn đã bị nửa rồi nửa sai cây rồi nhất là cái đợt uh, hồi đầu năm ấy họ bán cái dòng năn năn nọng ấy. họ cứ bảo là uh, thanh đạm Indo với lại cát lê gia bán 25 mươi một cây ui rồi ôi làm gì có mình nói ra thì nhiều bạn có khi lại nghĩ là ui dồi, cái ông này ông bán lan ông cứ nói thế để cho nó mua cái cây đắt tiền không phải như vậy đâu. Các bạn cứ tìm hiểu đi rồi các bạn mua. Các bạn cứ hỏi những cái người mà chơi ấy. trước đây họ có bị lừa đảo không? Có. Ngay cả bản thân mình trước đây mới mua cây năm cây trắng phú thọ đầu tiên còn bị sai cây, xong đến lúc có đòi lại được tiền theo cái giá trị của cái cây đấy đâu. Đây vẫn phải chấp nhận thôi. Còn một cái nữa đấy là bây giờ ấy, các bạn thấy họ livestream ở trên tiktok họ bán hàng ấy Bây giờ nhá, livestream ở trên tiktok không lưu được video như ở kênh uh, youtube, kênh youtube còn lưu lại được video. Và kể cả là kênh Youtube hay là kênh Facebook Bây giờ họ live stream xong họ xóa đi Thì các bạn tìm lại họ đúng không Bây giờ tìm lại được đúng không Nhưng mà ví dụ họ thuê kênh thì làm sao mà các bạn biết cái người bán đấy được Thuê nhiều chứ Ngay cả cái kênh Youtube của mình đấy thôi Rất rất nhiều người hỏi thuê để live stream bán hàng Trả mình với cái giá tiền các bạn biết không Có người còn sẵn sàng giả mình đấy 8 triệu một tháng Chỉ để live stream 4 buổi tối ở trong mỗi tuần một tối thôi nhưng mà bây giờ mình mà cho thuê livestream đúng không? Mình trả làm gì mình cũng có 8 triệu một tháng. Nhưng mà các bạn biết không? Nếu mà họ bán sai cây, bán lừa đảo thế sau này ai là người chịu trách nhiệm cho các bạn? Mình không bán cho các bạn, các bạn mua livestream của người ta mà. Mình có bán cho các bạn đâu mà đòi mình. Mình thì tất nhiên là cũng có một phần trách nhiệm trong đấy là tôi mua ở kênh của ông. Nhưng mà thực chất ra là mình không bán mà là người ta bán. Lúc đấy đòi bồi thường. Ví dụ cái trường hợp mình cho thuê kênh đúng không? Các bạn đòi mình. Nếu mà có trách nhiệm thì mình tìm cái người thuê kênh nhưng mà mình không có trách nhiệm mình phủi phui thì các bạn đòi làm sao được đòi bằng cái gì vì những cái livestream đấy xong ấy họ xóa đi làm sao đòi được đòi kiểu gì được các bạn đưa ra pháp luật á bây giờ đưa ra pháp luật các bạn có nhận cây không có còn bảo lừa sai cây pháp luật nào làm việc cho các bạn sai cây cái cây 300 trăm nghìn với bốn trăm nghìn không có đúng không còn một cái nữa là các bạn phải tìm hiểu và phải nhận biết được cái cây lan bây giờ nhá ở trên mạng là đang có cái xu hướng là bán lan hoàng nhạn này này đột biến nan rừng đột biến hoa xanh cái nưỡi trắng trắng mình nói thẳng luôn cái bông đấy là bông thái bán được cây đột biến như thế mình trước đây mình cũng từng hỏi để siêu tầm ấy nó mấy triệu bạc nhưng bây giờ mình thấy có bán có 200 000 với 200 rưỡi bán một tháng rồi không hết lan đột biến bảo ở đâu ra mà lắm thế cái dòng hoàng nhạn này không thể nào nhân giống nhanh được như cái dòng uh, hoàng thảo này dòng phi điệp này dòng phi điệp này ví dụ cái cái thân này còn nhân được hai kỳ ba kỳ cái thân này sang năm còn nhân được chục kỳ nếu mà chăm dài lên còn cái dòng này ấy, nếu mà các bạn có kích ấy, thì nó cũng chỉ đẻ ra được 3 cây, 4 cây. Nhưng mà không ông nào dám kích suốt ngày đâu. Năm gì nó có đủ độ dài đâu. Năm nay chăm được 4 lá đúng không? Sang năm kích được 3 cây ở đây. Nhưng mà ba cây đấy đâu phải nó cứ ra phát là nó to được như này đâu. Nó cũng phải mất 3 năm. Thế bây giờ các bạn bỏ tiền ra, chấp nhận theo cái giá đột biến. Các bạn về cứ nghĩ là đột biến. Nhưng mà thực chất đấy là một cây nhạn thái. Có cái trang đấy nhưng mà mình không nhắc ra vì mình không mua và người ta không lừa mình. Nên là mình không nhắc tên ra Thì các bạn phải tự tìm hiểu Tự nhận biết Cái đấy là cái quan trọng nhất Và một cái nữa ấy, là cái nhận tháng 8 Nếu mà bây giờ lở hoa thì không bao giờ có cái chuyện nhận tháng 8 đâu Nhưng mà người bán ấy Họ cứ nói với các bạn là À năm nay thời tiết thế này nó lở sớm Làm gì có chuyện lở sớm nữa Bây giờ nhận tháng 4 còn chưa lở hết mà lại Bảo nhạn tháng 8 nó, Năm nay thời tiết nó thay đổi nó lở sớm Năm nào cũng cái bài văn đấy Nhưng mà các bạn biết ai là người bị lừa không? những cái người mới bước chân vào chơi là người bị lừa chứ còn những người mà chơi họ chơi hai năm rồi thậm chí chơi một năm rồi là họ đã có một cái phần kinh nghiệm nào đấy rồi nên là các bạn chơi các bạn phải tìm hiểu và một cái nữa mình muốn nhắc tới là cây nan đột biến lá sọc cây lá sọc thì rất nhiều người thích đúng không lá phát tài đấy có nghĩa là lá xanh như này đúng không nó có một đường vàng hoặc là hai đường vàng ở đây này nhưng mà nếu mà cây đột biến ấy thì nó phải đột biến từ lá gốc tới lá ngọn và những cái lá sau này nó đẻ ra nó vẫn sọc như thế chứ không có chuyện mà một cây ở trên này sọc, hai lá dưới này không sọc, xong rồi ra lá ngọn không sọc. Làm gì có chuyện đấy? Đấy chỉ có thuốc thôi. Và cái thuốc đấy thì ở đâu các bạn biết không? Ở Trung Quốc. Và cái thuốc đấy mình biết nhưng mà mình cũng không mua về dùng. Dùng làm gì? Bôi vào như này, xong cái lá sau ra lại phải bôi vào thế này. Bôi vào làm cái gì? Nếu mà thích thì bỏ tiền ra mua một cái cây lá sọc về mà chơi. Mình có một cây lá sọc ấy. Lá từ gốc lên tới ngọn, cây mẹ cũng sọc, mua của cây mẹ sọc cây con sọc. Về chơi làm gì phải làm cái trò đấy đúng không nhưng mà người ta sẵn sàng người ta lừa thì người ta làm được hết đã là lừa xác định lừa đảo rồi thì các bạn biết rồi đấy đủ mọi thủ đoạn mình xem livestream mình biết nhưng mà các bạn phải hiểu này này cái việc người ta bán với lại cái việc mình làm kênh của mình mình không thể là chụp lại cái kênh của người ta và mình đăng lên để cho các bạn biết được như thế mình đâu có mua của người ta đâu mình đi bóc phốt người ta để làm gì người khác bóc phốt đấy là việc của người ta còn mình thì không có cái quyền đấy mình cũng không có cái trách nhiệm đấy mình chỉ khuyên các bạn là tìm hiểu thôi Rất nhiều vườn uy tín để các bạn mua Các bạn phải tìm cái vườn uy tín Các bạn xem thứ nhất là kênh Facebook Mới hay là cũ Có chính chủ hay không Kênh Youtube có chính chủ hay không Chứ đừng có xem mấy cái kênh mà họ thuê kênh để họ live stream họ bán hàng Mình ngại nhất là cái vấn đề cho thuê kênh Mặc dù có tiền nhưng mà không bao giờ cho thuê kênh Thứ hai là một cái kênh chạy quảng cáo Nhưng mà không bao giờ thấy mặt các bạn thấy chụp hình nên Chụp hình nên đăng bán lên trên mạng ấy Nhưng mà không bao giờ thấy mặt chỉ chụp tới đây thôi Tại sao không dám chụp cái mặt Bán hàng rồi còn ngại ngại cái gì Ngại cái gì đâu chẳng qua là không muốn lộ diện Cái mặt ra thôi người khác nhận được rồi Bây giờ bán hàng mà lại cứ ngại Làm gì có ai ngại kiểu đấy Chỉ có lừa đảo rồi Làm gì mà không dám chụp cái mặt ra để bán Để người khác biết được là mình là ai để bán hàng Cái đấy là một cái điều thực tế luôn Mình thấy thực tế luôn Bán cây nhạn đột biến chụp lại chỉ cầm ở cái tầm này Xong rồi chụp từ đây chụp xuống rồi còn mặt này không chụp Xong rồi đăng lên là nhạn đột biến tháng tư hoa xanh thế này thế kia Mấy người chơi thì bị thôi chứ còn người họ có kinh nghiệm rồi không bao giờ họ bị Nên là các bạn phải tự tìm hiểu đấy để làm sao mình mua nó đúng Kể cả là nó đúng nó đắt hơn 50 nghìn 100 000 Còn hơn là các bạn mua sai cây mà nó rẻ tiền Đấy là cái lưu ý của mình dành cho các bạn thôi Còn các bạn nghe hay không các bạn tin hay không đấy là việc của các bạn Chứ mình không bắt buộc các bạn phải tin và phải nghe còn có rất nhiều cái thủ đoạn nữa Các bạn phải hiểu này này Họ bán cây cho các bạn về một tháng sau nó chết Đấy cũng là một thủ đoạn lừa đảo Nhưng mà bây giờ thì cái đấy nó ít rồi Ngày trước thôi, bây giờ thì gần như là không có Vì ngày trước mình cũng, chính mình cũng gặp cái trường hợp Mình mua một cây Hồng Minh Châu Khi nó đắt ấy là 75 triệu được có bằng này này Về đúng một tuần sau rồi Chết thối luôn Mặc dù là mình còn không dám tưới phân, không dám tưới nước luôn Tối, Thối một phát là vứt đi luôn Đấy Nên là các bạn phải tìm hiểu nhé Không phải là rẻ là họ không lừa đâu Rẻ thì họ vẫn bán được 500 Ví dụ bán cho 10 người thì 5 triệu rồi Trong khi đó ví dụ như mua cả cái lô mà bán cho các bạn Nó chỉ 500 nghìn thôi Phi điệp tím thì bây giờ rẻ bèo mà Đúng không? Nên là các bạn chơi thì mình chỉ khuyên một câu chân tình là các bạn tìm hiểu Người thật, việc thật Và đảm bảo là có uy tín thì các bạn mua Các bạn xem thì các bạn phải tự hiểu rằng là mình đang mua cái gì và mua của ai Đấy là một cái chân tình và mình muốn gửi tới cho các bạn thôi xin chào và hẹn gặp lại